Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu tích phân này như sau. Đầu tiên chúng ta đẩy x sang bên đây. Chúng ta có trừ x cộng 3. Bây giờ mình vẽ cái hình này ra. Thì chúng ta có cái đường như thế này. X bằng 1, y bằng 1. Như vậy cái miền của chúng ta chính là khu vực này. Bây giờ chúng ta có tích phân ở đây. Mình chọn theo hướng dx, dy hoặc là dy, dx nó đều tính ra kết quả như nhau hết. Nếu mà chúng ta chọn theo dx thì chúng ta sẽ tính theo x trước đã. Thì chúng ta sẽ có y nè, trừ 3 nè. Và chúng ta có dấu trừ ở đây. Khi chúng ta đẩy số 3 sang bên đây, chúng ta có trừ 3. Bây giờ chúng ta có dấu trừ, bỏ dấu trừ qua bên đây. Thì chúng ta sẽ có trừ y cộng 3. Trừ y cộng 3 chính là cái đường này. Bây giờ chúng ta chọn theo đường của x thì nó sẽ là đường như thế này. Như vậy chúng ta thấy rõ x lớn hơn đường số 1 và nhỏ hơn trừ y cộng 3. Như vậy chúng ta sẽ có số 1 và trừ y cộng 3 ở đây. Còn dy chúng ta thấy rõ tại vị trí này là số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao điểm ở vị trí này. Chúng ta thấy rằng x bằng 1 và x bằng trừ y cộng 3. Như vậy chúng ta giải phương trình này ra thì chúng ta thấy số 1 vào đây. Thì chúng ta sẽ tính ra được y sẽ bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có từ số 1 cho đến số 2. Và bây giờ chúng ta chỉ còn tính giá trị của tích phân này thôi. Bây giờ chúng ta theo dx thì bây giờ x là một biến số, y là một hằng số. Bây giờ mình đổi thành x cộng y mũ trừ 3 dx dy. Nguyên hàm cục này, bây giờ chúng ta chỉ xét x là một cái biến số, y là một hằng số. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có x cộng y mũ trừ 3 cộng 1 chia cho trừ 3 cộng 1. Và chúng ta có hệ số của x là 1, chúng ta có số 1 để đây. Và có cộng từ 1 cho đến trừ y cộng 3. Số này tính ra chúng ta có trừ 2. Bây giờ chúng ta thấy trừ y cộng 3 vào cái chữ x nha mọi người. Thì chúng ta sẽ có trừ y cộng y là 0. Như vậy chúng ta có 3 mũ trừ 2. Bây giờ chúng ta thấy số 1 vào x thì chúng ta sẽ có 1 cộng y mũ trừ 2 chia cho trừ 2. Như vậy chúng ta tính cục này ra. Chúng ta có trừ 1 chia cho 18. Còn dấu trừ với dấu trừ thành dấu cộng. Tiếp tục, nguyên hàm cái cục này là trừ y. Nguyên hàm cục này
sẽ là 1 cộng y mũ trừ 2 cộng 1 là trừ 1 chia cho trừ 1. Và chúng ta bỏ cái cận từ 1 cho đến 2. Bây giờ chúng ta thế số vào và chúng ta có kết quả cuối cùng là 1 chia cho 36. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.